Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết tỉnh Quảng Ninh chưa có thay đổi đáng kể. Trời cơ bản là nắng giáo thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và tham quan du lịch. Trên đất liền, cả ba khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long đều phổ biến kiểu thời tiết mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là 26 độ và cao nhất trong khoảng 32-33 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng tương tự như các khu vực đất liền, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km nên không ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng biển trên cả nước. Tại khu vực miền núi phía Bắc dự báo sẽ có mưa rào và rông rải rác vào đêm nay và chiều tối mai. Người dân cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông. Còn vào ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Với khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời phổ biến ít mưa, ban ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong ngày cũng có nắng với nhiệt độ ban trưa tương đương với các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhưng về chiều sẽ xuất hiện mưa rào và rông giải nhiệt. Tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, về đêm và sáng, thời tiết mát mẻ, ban ngày trời có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất giao động trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Khả năng vẫn có mưa rông rải rác về chiều và tối, nhưng trong thời đoạn ngắn và cường độ mưa không lớn. Chuyển sang tình hình thời tiết biển, trong đêm nay và ngày mai trên hầu khắp Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thịnh hành hướng Đông Nam cấp 4. Riêng khu vực Bắc Biển Đông có mưa rông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn rông cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh.